thuốc bảo vệ thực vật thật giả lẫn lộn. Từ bao bì nhãn mác đến chất lượng. Thuốc giả, những hậu quả để lại đối với môi trường và con người là có thật và vô cùng nặng nề. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Alo 389. Thưa quý vị, hàng năm Việt Nam phải nhập khẩu từ 100.000 đến 120.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Trong khi đó, tình trạng sản xuất buôn bán hàng giả là vật tư nông nghiệp nói chung và thuốc bảo vệ thực vật nói riêng vẫn diễn ra rất phức tạp. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của bà con nông dân mà còn gây ra nhiều hệ lụy khác đối với môi trường. Chương trình Alo 389 tuần này sẽ phân tích những mối nguy hại từ thuốc bảo vệ thực vật giả và công tác quản lý mặt hàng này trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh một chiếc xe chở hàng hóa đang đỗ ở điểm tập kết để vận chuyển hàng mang ra ngoài thị trường tiêu thụ mà lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bắc Giang ghi lại được. Lần theo dấu vết chiếc xe, lực lượng chức năng đã phát hiện một nhà xưởng quy mô lớn với hàng loạt máy móc, dụng cụ và nguyên liệu để sản xuất phân bón giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng với bao bì nhập khẩu Hàn Quốc, Trung Quốc tại xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật giả, gần 1.400 chai dung dịch để pha trộn thuốc bảo vệ thực vật, 20 tấn phân bón thành phẩm và toàn bộ máy móc phương tiện có liên quan. Thủ đoạn hoạt động của đối tượng hết sức tinh vi. Mọi cái nội dung và các cái phương thức đều hoạt động rất độc lập, khép kín. Đối tượng công nhân thì thường là đối tượng người thân trong gia đình hoặc là đối tượng thân quen, có thời gian công tác, thời gian làm việc, sản xuất hàng giả lâu năm. Nhưng ngoài ra thì các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn, mẫu mã bao bì cũng như là thay đổi cái địa điểm sản xuất để tránh cái sự phát hiện của cơ quan chức năng. Vì vậy là thủ đoạn của đối tượng rất khó để phát hiện, đấu tranh xử lý đối với hành vi sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Qua đấu tranh, chủ cơ sở khai nhận cuối năm 2022 bắt đầu nhập nguyên liệu trôi nổi trên thị trường mang về để chế biến, sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, nhái nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường nhằm mục đích kiếm lời. Bình thường thì tôi sản xuất, tôi mua khoảng độ 45.000 một chai và nhãn mác khoảng độ 1.000. Thế còn thuê công nhân các thứ vào thì tôi tính vào khoảng độ 6.000, giá là khoảng độ 15.000 một chai. Cũng liên quan tới hành vi mua bán, sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật. Ngày 21 tháng 4, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố đối với bị can Nguyễn Thị Nhài, sinh năm 1963, trú tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Theo đó, vì tham rẻ, ham lợi nhuận, đối tượng đã nhập hơn 2.000 chai thuốc bảo vệ thực vật giả và sau đó mang về bán cho bà con nông dân trong khu vực. Báo cáo điều tra tôi cũng tham rẻ. Thì lợi nhuận thì tôi cũng muốn mua, thì cũng không nghĩ là cái thuốc nó lại không chết hẳn. Thế tôi bán cho bà con nông dân ở làng, ở thôn, thì cũng một cơ số. Thế thì tôi cũng rất ăn năn hối lỗi vì cái điều việc tôi làm ấy là không đúng cho mấy bà con nông dân mà ảnh hưởng đến môi trường. Mặc dù đã có nhiều đợt kiểm tra, thu giữ các sản phẩm nhập lậu, sản phẩm nhái, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn và ngày càng tinh vi. Cũng với tâm lý hám rẻ mua về, bán cho bà con nông dân, hai đối tượng Nguyễn Văn Hải sinh năm 1988, ngụ xã Gáo Rồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và Dương Chí Bình sinh năm 1995, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, đang trong quá trình vận chuyển 1.150 chai thuốc bảo vệ thực vật giả và 1.200 gói giống cây trồng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp tại cửa hàng vật tư nông nghiệp Thuận Thiên, tọa lạc khóm 5, thị trấn Trảm Chim, huyện Tam Nông, do Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1989, ngụ ấp Tân Hòa, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung làm chủ. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật giả và số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật dạng bột đã pha trộn, chưa qua đóng gói và các loại nhãn mác làm giả. Cơ quan chức năng cho hay, thủ đoạn của các đối tượng thường là lợi dụng lòng tin, nhu cầu của người nông dân
đối với những sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Nhiều đối tượng đã nhập lậu những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ hay sản xuất những sản phẩm giả, nhái các thương hiệu của những đơn vị lớn nhằm thu lợi bất chính. Bên cạnh đó, các đối tượng thường nhắm vào sự thiếu hiểu biết, tâm lý ham mua hàng giá rẻ của một số nông dân ở vùng sâu, vùng xa để tung ra các hình thức khuyến mãi hấp dẫn nhằm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Chúng tôi có nhận thấy một số những cái thủ đoạn mà các đối tượng lợi dụng, các đối tượng tập trung thực hiện. Thứ nhất là lợi dụng cái kẽ hở của việc cấp phép thuốc bảo vệ thực vật. Rồi các đối tượng là nhượng quyền cho nhiều đối tượng thuê tên sản phẩm, dẫn tới rất là khó khăn trong công tác quản lý giám sát của các lực lượng chức năng về cái chất lượng thuốc mà các cái đối tượng được nhượng quyền để mà sản xuất. Cái thứ hai ấy, là các cơ sở được cấp phép sản xuất thuốc bảo vệ thực vật cũng được đăng ký và sản xuất các loại chế phẩm diệt côn trùng, mà chế phẩm diệt côn trùng thì do Bộ Y tế quản lý và cấp phép. Cái việc này, thậm chí các cái chế phẩm diệt côn trùng thì còn được bày bán ở các cái cửa hàng kinh doanh cái thuốc bảo vệ thực vật. Cái này nó gây sự nhầm lẫn cho người dân, mà thậm chí mà sử dụng mà lại có hoạt chất của thuốc bảo vệ thực vật thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe của người sử dụng. Cái thủ đoạn thứ ba là các đối tượng mà sản xuất thì thường sản xuất thuốc kém chất lượng, không đảm bảo các hoạt chất mà đã đăng ký với cơ quan nhà nước, hoặc là rút bớt cái tỷ lệ hoạt chất để mà giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Trước diễn biến phức tạp của tình trạng kinh doanh mua bán thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng, gây thiệt hại nặng nề trong sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân, cũng như ảnh hưởng đến thị trường kinh doanh mặt hàng này, Bộ Công an, trực tiếp là Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, đã triển khai nhiều chuyên án, biện pháp để đấu tranh xử lý. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, trong giai đoạn từ năm 2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường trên toàn quốc đã bắt hơn 100 vụ sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng. Thời gian qua thì trong cái từ đầu năm 2022 đến nay thì chúng tôi cũng đã phát hiện xử lý 191 vụ việc liên quan đến các cái hành vi buôn bán sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Với cái số tiền xử lý phạt hành chính là 1,6 tỷ đồng. Như vậy, các cái hành vi mà vi phạm chủ yếu là với vi phạm dừng lại mới xử lý được ở các cái hành vi vi phạm về hành chính, sản xuất hàng hóa là vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng, rồi không có trong danh mục được cấp phép lưu hành, rồi về vi phạm về nhãn mác, rồi vi phạm về điều kiện sản xuất kinh doanh. Trong số 191 vụ việc này thì chúng tôi cũng đánh giá đối so với cái tình hình thực tiễn, diễn biến của tình hình thực tiễn thì nó còn rất là hạn chế, một con số rất là nhỏ. Nhìn lại những vụ việc có thể thấy đâu là thuốc thật, đâu là thuốc giả. Ngay đến các chuyên gia phân tích còn phải mất nhiều thời gian và công sức để làm rõ, thì người nông dân rất khó có thể phân biệt được thật giả. Do vậy, công tác quản lý, kiểm soát, ngăn chặn việc nhập lậu, làm giả thuốc bảo vệ thực vật cần phải được quan tâm hơn nữa, sớm khắc phục những bất cập nhằm giảm bớt thiệt hại kinh tế cho người nông dân. Việc mạnh tay xử lý hình sự, phạt vi phạm hành chính ở mức cao nhất như đóng cửa, thu hồi giấy phép đối với hành vi sản xuất, buôn bán, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, chất cấm là cần thiết trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần tăng cường nhân lực, phương tiện, công cụ để đấu tranh ngăn chặn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra cần quan tâm hơn nữa. Thì như số liệu thống kê thì mỗi năm trên toàn hệ thống nông nghiệp phát triển nông thôn chúng tôi thực hiện cỡ khoảng gần 30.000 các cái cuộc thanh tra kiểm tra đối với các cái cơ sở. Và mỗi năm cũng có trung bình từ 2.500 cho đến 3.000 cơ sở bị xử lý các cái quy định, vi phạm các cái quy định về an toàn thực phẩm. Trong đó rất nhiều cơ sở là vi phạm việc sử dụng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục, rồi vượt quá cái liều lượng được phép sử dụng.
Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả là vật tư nông nghiệp nói chung và thuốc bảo vệ thực vật nói riêng vẫn còn nóng. Những tác hại của mặt hàng này gây ra không chỉ làm thiệt hại đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của bà con nông dân mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giả kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại cho nền nông nghiệp nước nhà mà còn tiềm ẩn những nguy cơ cho sức khỏe lâu dài. Khi thành phần, hàm lượng các chất trong thuốc bảo vệ thực vật không được kiểm soát mà vẫn lưu hành ra thị trường thì hệ lụy rất khôn lường. Hóa chất có trong thực phẩm tồn dư với liều lượng lớn có thể khiến người sử dụng bị nhiễm độc cấp tính. Nặng hơn, những chất này sẽ âm thầm tích tụ trong cơ thể người, sau đó trở thành những căn bệnh quái ác. Dư lượng kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật, rồi thuốc thú y tiềm ẩn những cái mối nguy mà tạo ra những cái bệnh mãn tính như là ung thư, như là các cái bệnh về giảm sự hình thành máu và rất là nhiều các cái bệnh mãn tính. Sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật giả kém chất lượng cũng như là cái tồn dư cái thuốc bảo vệ thực vật thì hệ lụy rất lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái kinh doanh, rồi cái trồng trọt, rồi cái xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Việc sử dụng các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả đã và đang gây ra những tác hại cực kỳ nghiêm trọng. Do đó, bà con nông dân nên cẩn trọng lựa chọn những sản phẩm chính hãng, kiểm tra kỹ những tem nhãn khi mua, chuyển đổi dần phương thức canh tác, thay thế các hóa chất bảo vệ thực vật bằng các chế phẩm sinh học an toàn, thân thiện với môi trường và con người. Thưa quý vị và các bạn, nhiều ý kiến cho rằng còn nhiều bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các quy định xử phạt đối với những vi phạm liên quan đến mặt hàng này vẫn chưa đủ sức răn đe, khiến cho việc phát hiện, bắt giữ và xử lý thuốc bảo vệ thực vật giả kém chất lượng chưa đạt hiệu quả cao. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin về hành lang pháp lý đang áp dụng để xử lý về vấn đề này. Theo Nghị định số 04/2020/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung từ Nghị định số 31/2016/NĐ-CP của Chính phủ, quy định mức xử phạt trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Mức phạt cao nhất đối với hành vi vi phạm về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật chỉ là 50 triệu đồng. Một số tiền không nhỏ, nhưng nếu so với lợi nhuận mang lại từ việc buôn bán thuốc giả, thì chỉ như muối bỏ bể. Dù có quy định về việc truy cứu trách nhiệm hình sự, song theo các ngành chức năng, rất khó để phát hiện, xử lý và mất rất nhiều thời gian để chứng minh sai phạm. Thưa quý vị, ngoài sự chủ động vào cuộc của lực lượng chức năng, điều cần thiết hơn cả là mỗi người dân, doanh nghiệp chủ động tích cực tham gia các hoạt động chống hàng giả, bảo vệ cho quyền lợi của chính mình và cộng đồng xã hội. Đặc biệt đối với người nông dân, trước ma trận thuốc bảo vệ thực vật như hiện nay, bà con nên lựa chọn những loại thuốc bảo vệ thực vật uy tín, được cấp phép để có thể hạn chế được phần nào thiệt hại về tài sản của mình. Những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình Alo 389 tuần này. Quý vị quan tâm các chương trình Alo 389 trên truyền hình Công an Nhân dân có thể tải app ANTV Go trên các thiết bị di động để xem lại chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau.